Đôi lời thăm hỏi hai ông, hôm nay nét mặt sao trông buồn rầu. Hai ta có chuyện nhức đầu, mỗi người đều thấy chim bao lạ lùng, tự tìm ý nghĩa mông lung, chưa ai giải thích ngọn ngành cho thông. Xin thưa thật với hai ông, con người không thể giải điềm chim bao, nếu không do đấng chí cao ban cho thông sáng khôn ngoan từ trời. Nào ai sống ở trên đời có thể giải được điềm từ trên cao. Hai quan cứ kể chim bao, tôi nhờ cậy Chúa thử bàn luận ra. Tay cầm chén quý hoàng gia, trong mơ bỗng thấy cây nho trong vườn, mọc ba nhánh đẹp lạ thường, đơm hoa kết trái dễ thương trên vàng. Hái nho ép nước gọn gàng, khi đầy một chén dâng người trên cao. Đây là lời giải chim bao. Ba cành có nghĩa ba ngày nữa thôi, vua truyền phục chức cho quan, để mà dâng rượu khi vua ngự triều. Sau khi thành hết mọi điều, xin quan nhớ đến tôi trong chỗ này, trình vua chuyện của tôi ngay. Nỗi niềm nô lệ xa quê hương mình, chẳng sai trái, chẳng tội tình, bị giam vào ngục chịu oan trái nhiều. Riêng tôi muốn hiểu đôi điều về chim bao đêm qua khác thường, là quan hầu bánh quân vương, đội ba giỏ bánh ở trên đầu mình, toàn là bánh của cung đình, tài năng làm bánh hằng ngày dân vua. Đàn chim tranh chấp hơn thua, tranh nhau rỉ bánh trên đầu của tôi. Thưa ông, tôi hiểu ra rồi, bây giờ giải ý ra đôi điều này. Ba giỏ ngụ ý ba ngày, sau ba ngày nữa vua truyền xử ông, treo lên dân chúng đứng trong, chim trời bay đến thịt ông là mồi.